Bảo vệ bản văn phần 1. Mát thật. Đúng là không có gì tuyệt bằng ăn đá bào trong trời mùa hè cả. Tớ nóng quá. Sayo, làm cho tớ một tô đá bào với. Được rồi. Shenkun, bỏ nó xuống. Đó là gì vậy? Tớ vẫn đang nghiên cứu. Nhưng đây là thang máy có thể đưa cậu tới bất cứ nơi nào cậu muốn. Vậy là chúng ta có thể đến một nơi nào đó thật mát mẻ đúng không? Ping Ping, cậu sử dụng thế nào vậy? Như thế này hả? Để nó cho mình. Chi Chi, tớ mới là người đầu tiên cầm lên nó mà. Tớ còn muốn thử. Cậu thậm chí không biết cách sử dụng nó như thế nào nữa mà. Dừng lại ngay. Tớ vẫn đang làm nghiên cứu nó, nên các cậu không nên sử dụng lung tung đâu. Wow, nó làm được thật nè. Ping Ping, cậu đã làm được rồi. Vậy thì hãy đi đến nơi xứ sở mát mẻ thôi nào. Rocket, chờ tôi với. Một nhiệm vụ mới đã đến. Có một nhiệm vụ khác kia các cậu. Xin chào mọi người. Chào mừng tất cả các bạn tham gia cuộc đua khám phá thế giới. Bây giờ chúng ta hãy thông báo nhiệm vụ nào. Nhiệm vụ hôm nay cho cuộc đua khám phá thế giới chính là bảo vệ bản văn huyền thoại. Chắc hẳn mọi người ăn nhiều thức ăn mát lành vào mùa hè nhỉ? Đúng vậy, vì chỉ cần ăn thì cơ thể sẽ thấy mát mẻ hơn. Nhưng cậu không nên ăn quá nhiều. Tất nhiên rồi, nếu cậu ăn quá nhiều trong một lần sẽ bị đau vùng đó. Đừng ăn quá nhiều bởi vì thời tiết quá nóng. Tớ hy vọng mọi người có thể thành công trong nhiệm vụ này. Tạm biệt nha. Bản văn sao? Tớ nóng quá đi mất, không cần biết nó là loại băng nào. Hãy đi cứu nó thôi. Hãy tìm kiếm thông tin về tảng băng. Robin bắt đầu tìm kiếm. Tảng băng Frozen là tảng băng huyền thoại được lưu truyền qua nhiều thế hệ, là di tích quan trọng, đã bảo vệ vùng đất chim cánh cụt và vùng đất gấu. Gần đây nó đang tan chảy từ từ vì ảnh hưởng của cả hai nước. Các cậu phải mang tảng băng Frozen trở lại trước khi cả hai quốc gia này biến mất. Được rồi, đi ngay thôi. Được thôi. Vậy chúng ta hãy đi thôi nào. Đi thôi. Wow, chúng ta thực sự tới một nơi thật mát mẻ nè. Này, các cậu có thấy nơi đây giống như một đường đua không? Có lẽ người dân ở đây thích đua xe giống như Chi Chi. Này, chúng ta có nên đến vùng đất chim cánh cụt trước không? Hay nên đến vùng đất gấu trước nhỉ? Gần đây tới vùng đất chim cánh cụt gần hơn. Xe của Shenkun nè. Wow, nhìn kia. Cậu nghĩ thế nào? Thật tuyệt phải không? Khá là tuyệt đó. Tớ có nên đi thử một chuyến không nhỉ? Sao lại thế này? Chạy đua nào.
Ai đó? Các người là ai hả? Shang-kun, cậu có sao không? Đua nào, Shang-kun, đua thôi nào. Thật là may mà. Cậu đang làm gì vậy? Điều đó thật nguy hiểm. Đây là một đường đua. Đó là lỗi của các cậu khi đi xung quanh một cách nguy hiểm như vậy. Cái gì chứ? Có là đường đua hay không? Không phải trước tiên cậu nên xin lỗi chúng tớ sao? Bệ hạ, người có sao không? Bệ hạ sao? Không thể nào. Sao các người dám? Bọn ngươi đã làm gì đức vua của vương quốc chim cánh cụt? Chúng thần sẽ tống bọn họ vào tù ngay lập tức. Lùi lại đi. Có vẻ như các ngươi không phải người của nơi đây. Các ngươi đến đây có chuyện gì vậy? Chúng ta đến để gặp vua chim cánh cụt để cứu lấy tảng băng. Gặp ta sao? Chúng ta nghe nói rằng tảng băng đang tan chảy, vì vậy chúng ta đã đến để tìm cách giúp nó. Các ngươi sao? Thần nghĩ rằng bọn người bên vùng đất gấu đã gửi bọn họ đến. Thưa bệ hạ, ta cũng đang cần một đối thủ cạnh tranh. Tốt thôi, ta sẽ ban cho các ngươi một ưu ái đặc biệt. Nếu các ngươi thắng cuộc đua với ta, thì ta sẽ cho các ngươi biết được tảng băng đang ở đâu. Thật sao? Nhưng nếu các ngươi thua, bọn ngươi sẽ bị bỏ tù đó. Tất nhiên, trước giờ chưa có ai từng đánh bại ta cả. Không dễ mà chiến thắng được Chi Chi trong các cuộc đua ô tô đâu. Thật vậy sao? Thắng, chiến thắng. Được rồi, hãy đua thế nào. Được lắm. Cố lên Chi Chi. Hãy cẩn thận, thưa bệ hạ. Tốt lắm. Từ giờ tớ sẽ cho các cậu thấy kỹ năng thực sự của tớ. Đi thôi nào. Bây giờ lại là cái gì nữa đây? Dễ như ăn bánh. Ngươi không biết điều này sao? Tớ không thể nhìn phía trước được. Ba đi trước nha. Tớ đến đây. Cái gì thế chứ? Chiến thắng sẽ thuộc về tớ. Tại sao những ngày gần đây không có con cá nào thế chứ? Ta nên về bây giờ thôi. Hả? Trời sắp mưa sao? Đó là khói ư? Bọn chim cánh cụt đó chắc hẳn lại đang tổ chức một cuộc đua khác nữa rồi. Cái gì thế này? Băng đang tan chảy mất rồi. Chi Chi sắp giành được chiến thắng rồi. Cố lên Chi Chi. Chiến thắng thuộc về tớ. Mọi chuyện không thể kết thúc như thế này được. Ngươi không thể ngờ được điều này đâu nhỉ?
cha, có chuyện gì vậy chứ? Không được. Chi Chi thua mất rồi. Ôi không, người chiến thắng đã được quyết định ngay từ đầu. Vậy bây giờ thì ngươi là đồ lừa đảo. Hả? Ngươi không thừa nhận chiến thắng của ta sao? Ngươi nghĩ ta không nhận thấy ngươi làm chuyện gì sao? Ngươi đã bắn ra một cuộc băng kỳ lạ từ phía sau. Sao ngươi dám? Ngươi dám buộc tội một điều như vậy tại cuộc đua thiêng liêng này chứ? Đây là một sự xúc phạm tới bệ hạ. Bắt những người này ngay cho ta. Buông ra. Buông bọn tớ ra.